tèn. Một chiếc DD nhưng mà không phải màu đỏ như quý vị, DD mà màu xanh. Chạy thử xe này nha quý vị, chạy vòng vòng để khỏi đội mũ nha. Đã lắm đó, quý vị ơi, máy em ru à. Trả số là mình đạp hết trước về mo luôn. Xin chào quý vị khán giả đến kênh YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Tiết Cương đang ở cà phê vườn đá Đầm Sen vào sáng chủ nhật những ngày đầu xuân. Sau lưng Tiết Cương quý vị thấy chiếc xe gì không? Yamaha đỏ 100 của tôi đó. Hôm nay đến đây để uống cà phê giao lưu với anh em những ngày đầu xuân và tìm kiếm coi có chiếc xe gì độc lạ giới thiệu với quý vị khán giả. Và mỗi lần Tiết Cương đến đây đều có một chiếc xe gì lạ lắm quý vị ơi. Và mong rằng hôm nay sẽ có một chiếc xe độc lạ để giới thiệu với tất cả mọi người. Và mời quý vị khán giả đồng hành cùng với Tiết Cương để xem hôm nay cà phê vườn đá mình có những chiếc xe gì nhé. Bây giờ chúng ta hãy xem từng chiếc, Tiết Cương sẽ quay từng chiếc để cho quý vị xem. Đầu tiên là một chiếc CL50. Chiếc xe này là khá hầm hố. Đây là một chiếc 67 nha quý vị, 67 mà màu đỏ rất là lạ. Đây thêm chiếc là CD. Lên đây là chiếc 90. Chiếc 90 Honda 90. Đặc điểm dễ biết là cái boe bự khổng lồ. Tiếp theo đó là chiếc Yamaha của tôi. Cũng còn long lanh lắm, long lanh giọt xương lắm đó nha. Rồi tiếp theo là hai chiếc Vespa. Vespa. Bữa nay chiếc Vespa này có cái mũ độc quý vị ơi. Mũ này là của lính cứu hỏa, có chỉ Sprint nha quý vị, có chỉ Sprint luôn á. Chiếc này chiếc Sprint chứ không phải Vespa. Đây là chiếc Sprint, đây là một cặp Sprint nha quý vị. Ngày xưa á, những chiếc nhà giàu lắm mới có tiền đi Sprint á, là toàn gia đình mà gọi là giàu kiểu như bên đại gia. Bây giờ chiếc này là chiếc Sprint nguyên bản của anh Trung Tiết Cương đã review, và chiếc này là của ông nhà vợ anh để lại cho ảnh. Còn chiếc này chiếc Sprint hoàn toàn mới, không biết của anh nào đây, nhiều người quá đó, trên này đông nghẹt này quý vị, nhiều người quá Tiết Cương không biết hết. Còn đây là một chiếc Monkey hàng Thái Lan, rất là dễ thương. Chiếc này Tiết Cương cũng đã từng review rồi. Ở đây một chiếc CD và một chiếc 67 Jean đó, một dọc đây. Chiếc này là chiếc 67 mà sơn màu 72. Đây một chiếc 72 hạ ghi đông. Rồi đây là một chiếc CD gù. CD gù là hàng hiếm nha quý vị. Đời 70 nè quý vị thấy không? Cái bình xăng nó gù xuống á, gọi là CD gù. Honda 50 nè, hàng hiếm. Và đây thưa quý vị, đó là một chiếc mô tô hiệu Big của Áo, hàng hiếm. Chiếc này thì rất là cổ điển, và hàng này là hàng của châu Âu nha quý vị, rất là hiếm. Nó giò đạp bên tay trái nha quý vị đó, xe này giò đạp bên trái, hàng hiếm. Hy vọng có dịp nào Tiết Cương sẽ review chiếc xe Big mô tô này, là một hãng của Áo, để tặng quý vị. Và đây là một chiếc Vespa, thế này là hàng S Tăng Đa, được chủ nhân dọn này rất là đẹp. Và theo Tiết Cương biết chiếc xe này cũng là xe dữ nha quý vị. Sau đây chúng ta sẽ đến với dàn tiếp tục đến dàn S50. Đây là một chiếc 68 bình xăng 68, độ di động ngang nhìn rất là hầm hố. Đây tiếp theo đó là một chiếc, lại tiếp tục là một chiếc CD gù, một chiếc 67 độ. Ôi chiếc 67 không có độ mà dọn lại theo kiểu nguyên bản. Kế bên đó là một chiếc 68 độ rất là hầm hố, gắn đầu của 90. Và đây là một chiếc cũng là 67 mà độ luôn. Và Tiết Cương phát hiện có một chiếc xe rất là đặc biệt, và Tiết Cương nghĩ rằng đây là cái điều đặc biệt nhất dành cho Tiết Cương và tất cả quý vị khán giả. Tên 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 tèn đã. Một chiếc DD nhưng mà không phải màu đỏ như quý vị, DD mà màu xanh. Chắc có lẽ cũng nhiều quý vị khán giả lớn tuổi thì nhớ lại ngày xưa thì có cái dòng này, và những quý vị khán giả trẻ thì
Hôm nay Tiết Cương cũng xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một chiếc DD màu xanh. Màu xanh này rất là đẹp. Và bây giờ những người yêu xe bắt đầu sưu tầm lại, và Tiết Cương xin phép sẽ review chiếc xe này để tặng tất cả quý vị khán giả. Hôm nay có một điều đặc biệt dành cho mọi người, đó chính là chiếc DD màu xanh này quý vị ơi. Và Tiết Cương sẽ vào cận cảnh và nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa để tặng cho quý vị chiếc xe này nhé. Đầu tiên thì để Tiết Cương xem ha. Để muốn xác định một chiếc xe DD hay là DM thì chúng ta sẽ nhìn vào cái mắt mèo này. Đó, cái mắt mèo này nếu mà theo đúng đời á, cái này mà màu màu đen là DM nha quý vị, còn màu màu trắng là DD đó. Và tiếp theo thứ hai là cái núm vú. Đây cái núm vú. Đúng đời DD là cái núm vú. Đó, DD là cái núm vú. Và bơm nhớt ở đây. Còn DM thì nó lên mặt đạn rồi, nó là con ốc. Đó, để đúng là DD nha quý vị. Và khác nhau cái co xăng nữa. Cái co ở trong này mình không thấy. Cái co của DD nó nhỏ hơn cái co của DM. Đó. Cái boe gió, lọc gió này nó cũng khác, nhưng mà nằm trong mình không thấy. Nhưng mà chiếc này thì sơ lược qua thì chiếc Cương thấy đây là một chiếc DD và màu xanh. Cái màu xanh này thì Tiết Cương thật sự cũng không biết gọi là màu xanh gì luôn quý vị ơi. Không biết gọi là màu xanh gì luôn á. Nhưng mà có lẽ mình gọi xanh da trời đi. Ngày xưa thì xe của Nhật nhập qua Việt Nam thì có tổng cộng là 3 màu nha quý vị. Là màu đỏ, màu xanh này và màu xanh két. Thì và có hai dòng phân khối là 50. Ủa sorry, xin lỗi, 70 và 90. Thì qua quá trình sử dụng và đào thải thì xe 90 là đã bị tiệt chủng, bởi vì mọi người không thích 4 số mà 90, 3 số mà 90 mọi người không có thích. Nó bị dư máy quá, thành ra chỉ còn tồn tại dòng 70 3 số. Rồi thứ hai đó là ba màu, màu đỏ, màu xanh da trời và một cái màu xanh nó hơi giống như màu xanh lá này nè quý vị. Nó đậm hơn chút xíu. Thì qua quá trình sử dụng thì màu xanh lá này và màu xanh da trời này nó đã bị tuyệt chủng. Bởi vì người Việt Nam mình chỉ chuộng màu đỏ, cho nên những cái màu xanh da trời, màu xanh lá thì người ta nhập rất là ít. Và người ta cũng đem đi sơn lại màu đỏ hết, cho nên bây giờ đã tuyệt chủng. Cho nên giờ tìm một chiếc màu xanh da trời như vậy để review tặng quý vị thì rất là hiếm. Và cái xe này thì Tiết Cương không biết cái đồng hồ nó như thế nào. Bởi vì chuẩn của DD đỏ thì cái này nó tới 80 lần quý vị, và xe này chỉ có 50 thôi. Chiếc này thì Tiết Cương không biết nó có bị lai cái đồng hồ hay không, thì mình không xác định được. Có làm sao thì tôi thấy sao tôi nói vậy. Rồi, còn về cái bẩn. Cái bẩn này á, thì theo Tiết Cương thấy á, nó là 3 số là bẩn của DD. Đó, bẩn DM á, thì ở đây nó có cái logo Honda đây quý vị. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ xem cái đuôi cá còn rất là đẹp. Đó, quý vị thấy không? Cái Econo này có nhiều người ngày xưa gọi cái cúp này là cúp gọi là cúp Econo á, bởi vì tiết kiệm nhiên liệu, quý vị thấy không? Còn quá đẹp. Tem nè. Cặp te zin nè, tem này là gọi là tem cặp te còn nguyên nè. Xe này hàng hiếm nha quý vị. Có điều đặc biệt là DD là cái chân trống nó không có cái này nha. Cái xe này thì nó có thì rất là lạ. Không biết phụ zin của nó hay lai thì cái này Tiết Cương không biết. Rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem cái yên của nó nha quý vị. Cái yên nó hơi có đồ gãy mà. Đó. Yên riêng của DD là nó bằng sắt. Còn quá đẹp. Có thông số màu này khơ lơ le beo đó, model C50 C70 khơ lơ Honda. Xe còn xăng không, còn nửa bình đó. Không biết láng mình có mượn chạy được không. Đó, cái này sườn xe DD thì hay bị mục chỗ này nha quý vị. Cái này nó chưa mục, nó chỉ mới có bị rớm rớm đó. Dạ, yeah. Vậy thì khó quá. Đó, thì những chiếc DD khác thì
giống như đèn vuông thì nó hai cái cọng bên này nó rất là mong manh, dễ vỡ. Rồi tiếp theo là chúng ta hãy xem cái bô ở bô chuẩn của DD là có chữ sa cây như quý vị, sen cây như quý vị. Còn những chiếc xe mà bô 70 á mà có chữ Godzi là của custom như quý vị phân biệt dùm Tiết Cương nha. Rồi, và cái xe 70 á thì cổ bô nó lớn hơn, cổ bô nó lớn hơn xe 50 thì cái cổ bô nó nhỏ, này cổ bô lớn quý vị thấy không, bự chà bá lửa luôn đó. Má nồi cũng còn được thôi, chưa chỗ này nó bị thời gian này nó bị chóc nè quý vị không. Và Tiết Cương sẽ đạp thử nha, Tiết Cương sẽ đạp thử đó, thử nghe cái máy quý vị, nghe máy nha. Kim Go à, thì trong tất cả các dòng xe của Nhật thì cái DD là cái máy nó trâu bò nhất, bởi vì nó không có đề nha quý vị, nó chỉ đạp thôi, cho nên nó không được ưa chuộng bằng rim và custom. Ra những người nào đi xe mà họ không thích đạp á, thích đề á, thì không thể đi DD được. DD là phải chấp nhận đạp. E nó này có e nè, nó có bình xăng con thì mình kéo e lên đạp thì vô tư, máy em ru à. Chắc Tiết Cương phải trải nghiệm chạy thử xe này coi cái máy như thế nào. Rồi, xe còn máy còn êm quá đó. Tổng thể quý vị nhìn thấy chiếc DD màu xanh này, Tiết Cương tạm gọi là xanh da trời đi, rất là hiếm, và gần như bây giờ tìm một chiếc đẹp như vậy coi như là chắc không có chiếc thứ hai đâu. Và hôm nay thì Tiết Cương cảm thấy rất là vui khi được review và quay để tặng quý vị khán giả thêm một thông tin về chiếc DD màu xanh da trời đó. Bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn ông anh này coi về những chiếc xe DD. Ô, xin chào anh, bắt tay cái rồi. Rồi bây giờ Tiết Cương phỏng vấn anh, cái chiếc xe DD này là hồi xưa là anh nhớ nó mấy màu không? Nó là ba bốn màu. Ba màu, Tiết Cương nhớ ba màu, không biết anh nhớ không? Là xanh là đúng rồi, trắng là, cam là. Trời, nếu vậy thì Tiết Cương mới biết có ba màu vậy, Tiết Cương bị thiếu à. Tiết Cương giới thiệu khán giả là có màu đỏ, màu xanh này với màu màu xanh lá đậm. Có màu cam không? Có màu cam. Có màu cam hả? À, thì màu xanh lá cây đó là có màu cam nữa. À, theo là anh này thì có DD có màu cam, nhưng mà điều đó Tiết Cương thì thật sự Tiết Cương không biết. Chưa thấy luôn. Đây anh này, anh nói anh cũng chưa thấy luôn. Nhưng mà nếu mà màu cam thì chắc ở nước khác. Chứ còn Việt Nam mình thì về chỉ có ba màu thôi đúng không anh? Ừ, mấy màu này đó là đời sau là để em. Chạy thử xe này nha quý vị. Chạy vòng vòng để khỏi đội mũ nha. Máy êm lắm. Anh Thiện, ơi anh Thiện, em mới mua xe này được không? Số 1 rồi, xe này là số 1 rồi. Càng hiếm đó nha. Số 1. Chúng mới lên là cháu. Rồi, bây giờ Tiết Cương phải chở người đẹp nữa mới được. À, đúng rồi. Bây giờ Tiết Cương sẽ chạy đoạn một đoạn ngắn đi cậu. Cảm nhận thấy cái máy của nó rất là mạnh. Bởi vì trong vòng DD thì cấp thì DD cái máy của nó là dữ dằn nhất. Lắm đó, quý vị ơi, máy em ru à. Trả số là mình đạp hết trước về mo luôn. Như vậy là sáng hôm nay Tiết Cương đến cà phê Vườn Đá và được trải nghiệm và review tặng quý vị khán giả chiếc DD màu xanh như vậy. Tiết Cương cảm thấy rất là vui. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip Tiết Cương review chiếc DD màu xanh da trời rất là hiếm. Cảm ơn quý vị. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.